Chuyện tiên hiệp dài kỳ Bất tử bất diệt Tập 4 Lúc bây giờ độc cô bại thiên cuối cùng Cũng rời khỏi tiểu trấn Chỉ sau một tháng Hắn đã cách xa nhà tới ngàn dặm Từ hán đường đế quốc Tới thẳng thành phòng đế quốc Trên đường đi Hắn không lúc nào nghỉ ngơi Luyện tập cửu chuyển công pháp Mà hắn sáng tạo ra Độc cô bại thiên trong lòng tự nhủ Bản thân mình đã đi xa khỏi nhà Không thể đem mối liên hệ giữa mình Và độc cô ra cho người khác biết khi mình đã quyết định hành tẩu giang hồ, việc đắc tội với người khác là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên dù thế nào cũng không thể để cho người ta mang phiền phức tới cho gia đình mình. Người trong nhà nhất định đã rất như hắn. Khi ly biệt, mắt người nào cũng ửng đỏ. Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ khiến cho bản thân hắn thật cũng không muốn ra đi. Có cái đám xú tiểu tử kia không biết bây giờ như thế nào. Khi mình đi, không hề nói cho bọn chúng biết một tiếng. Nhận định bọn chúng sẽ chửi mình là không có nghĩa khí. Điều không thể ngờ là phụ thân cùng gia gia lại là cao thủ thầm tàng bất lộ. Bọn họ tại sao lại không hành tẩu giang hồ gì? Không lẽ là do chuyện bình vương bất động khiến cho tâm tính biến đổi, không muốn tung hoành bên ngoài nữa chăng? Nguyên ban đầu mình còn sợ người của lạc gia và lưu gia tìm đến nhà báo thủ, nhưng bây giờ thì cảm thấy an tâm. Mấy lão đầu tử nhà mình còn không tìm đến bọn họ gây phiền, thì bọn họ đã thắp hương tạ Phật cảm ơn rồi. Độc cô bài tiên vào khách điếm tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Từ hôm nay, hắn chính thức bước vào giang hồ. Càng nghĩ càng thấy kích động, mãi tây khuya mới ngủ được. Sang ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt, ăn uống xong rồi, hắn liền bắt đầu đi dạo chơi trong thành. Đi mất cả nửa ngày, hắn vẫn không hề phát hiện ra người của giang hồ nào cả. Sau khi ăn trưa, hắn tìm đến một quán rượu thật lớn trên đầu hai của tựu lâu ngồi, gọi rất thật nhiều rượu và cùng ba cái màn thầu. Khi ăn uống, hắn cảm thấy thật vô vị. Giang hồ ở đâu mà hắn tìm hoài không thấy cửa chứ? Sau khi uống rất nhiều rượu, cảm thấy thật là phiền não. Hắn bất kể mình đang say khướt, mặt thét lớn. Ta khinh, giang hồ ở chỗ nào? Người giang hồ ở đâu? Không lẽ biết ta hành tẩu giang hồ, nên là từng người đều trốn ở nhà, không dám ra ngoài sao? Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy bằng không thì một tên ta đều giết một tên hai tên ta đều giết hai tên tức thì cả đám người trên tiểu lầu nhìn hắn mà phẫn nộ cả người nhìn cái gì ta đâu có chửi các ngươi ta chỉ đám giang hồ hỗn đản kìa chứ cả đám hỗn đản chết bầm đó sao mà một tên ta cũng không thấy người trên tiểu lâu tức thì đều đồng loạt rút binh khí tùy thân của mình sát khí đăng đăng cả đám mặt mày tràn đầy độ khí nhìn hắn Đâu Cô bại Thiên hoàng hồn Sao lúc cần tới thì không tới Còn khi tới thì tới cả một đám thế này Một hán tử cao lớn nói Cái tên tiểu tử nhà ngươi Không phải đồ ngu chứ cấp từ lâu đầy người sang hồ Mà ngươi lại không biết một người Vậy mà dám bước ra giang hồ sao Thiệt đào mình giang đầm ta Hôm nay phải giáo huấn ngươi một trận mới được Nói xong Hắn tay liền vung đao lên chém tới hắn Độc cô bại thiên liền rút trường kiếm Đỡ lấy cường đào keng một tiếng Tiên lửa bắn khắp nơi đâu cô bại thiên thuận thế đưa trường kiếm chém tới khiến cho hán tử cào lớn phải lui về phía sau động tác chỉ chậm một chút một âm thanh rẹt rẹt vang lên y phục của hán tử đã bị chém một vệt dài đã biết thần công vô địch của ta chưa cả đám người trên tiểu lầu vẫn nộ cùng lúc vùng bình khí chém tới đâu cô bại thiên xoay người lại thuận thế bám vào cửa sổ nhảy xuống đường bỏ chạy các bằng hữu phía trước mau giúp bắt hắn lại những người trên đường thấy trường kiếm trên tay của hắn, ai mà dám ra cản cơ chứ? Hắn là tên sát nhân điên cuồng, nhất định phải bắt lấy hắn. Người trên đường nghe thấy vậy vội vã né qua nhường đường cho độc cô bại thiên chạy đi. Không phải, hắn là một tên trộm, trên người của hắn có rất nhiều tiền, có rất nhiều độ trần quý. Ai bắt được hắn thì những thứ ấy thuộc về người đó. Dưới sự trọng thưởng như vậy, tự nhiên sẽ có người có lòng can đảm. Có không ít người cũng đi đường cùng tham gia vào cuộc truy bắt này gió trên đường thổi qua mặt khiến cho độc cô bại thiên tính càng ngơi lại trong tâm không ngừng tự trách mình ta thật là kém may mắn mà vừa mấy ngày đầu tiên bước chân vào giang hồ đã bị cả một đám người trùy sát như thế này đây nghĩ tới biểu hiện của mình lúc nãy tại tửu đâu hắn không khỏi ngượng ngùng uống rượu đúng là hỏng việc thật nhìn thấy đằng sau người truy đuổi càng ngày càng đông hắn không khỏi phát rầu làm thế nào để chạy ra khỏi đám người này bây giờ ầy da, đúng là đau đầu mà bắt quá mình cũng thật là uy phong với mấy xuất đạo đã chọc khiến cho người võ lâm trong thành phải đuổi theo mình ở phía sau hắn không khỏi có chút tự khen mình đúng lúc này thì ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân cái chân nhỏ nhắn này gạt hắn làm hắn ngã xuống đất không chờ hắn đứng dậy người này đã đưa tay ra điểm huyệt hắn lục soát khắp người hắn một cách rất chuyên nghiệp động tác cực kỳ nhanh khiến người ta không khỏi ngạc nhiên mà hoài nghi là có phải người này sinh ra đã có thiên phú về mặt này không? Tên quỷ nghèo đói này không phải bảo là có nhiều trần bảo lắm hay sao? Chỉ có vài đồng kim tệ à? Thành ẩm phát ra thật dễ nghe. Độc cô bại thiên mặt úp xuống dưới, nhìn không rõ dùng mạo của người đó. Nhưng bằng trí giác của hắn, hắn dám khẳng định người này tuyệt đối là một mỹ nữ. Ai da, đúng là bị lừa rồi. Người đúng là tên trộm cắp nghèo mát, một tên cường đạo ngu xuẩn. Nói xong, nàng ta đưa chân đá hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Trong lòng của đầu cô bại thiên hiện lên không biết cảm giác như thế nào. Đã bị mỹ nữ cướp mà lại còn bị trời nữa chứ. Nhưng cũng còn may là miếng ngọc của Lý Thi vẫn chưa bị mỹ nữ kia phát hiện ra. Nếu như miếng ngọc ấy mà bị cổ ta đoạt mất thì khi đó hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Tự nghĩ bản thân không phải là ăn trộm cương đạo gì. Thật là phiền. Nhưng sợ nhất ở chỗ mỹ nữ không hề giải khai huyệt đạo cho mình mà đã bỏ đi. Đằng sau thì lại có một đám người đang truy sát theo mình. Độc cô bại thiên hoàng hồn kêu lớn. Mỹ nữ cường đạo. Cô nàng còn chưa giải khai huyệt đạo cho ta cơ mà. Mỹ nữ là mỹ nữ. Sao lại thêm hai chữ cường đạo khó nghe như vậy? Được rồi, mỹ nữ à. Mau giúp ta giải khai huyệt đạo đi. Cô đường không thấy đằng sau có cả một đám đang truy sát ta sao. Chậm một bước là chết người đấy ta tại sao phải cứu lấy một số cường đạo như người chứ? Độc cô bại tiền tự nhủ, ta khinh, ta mà là cường đạo à? Cứ xem thổ pháp hồi nãy, thì cô đường mới thật là mỹ nữ thần thầu cộng cường đạo đó chứ? Không sai, ta là cường đạo, ta đã ăn trộm của đám người phía sau rất nhiều trần bảo, tất cả đều được ta giấu ở một nơi bí mật. Cô đường mau giúp ta giải cai huyệt đạo, ta sẽ chưa một nửa cho cô nương. Hắn thức thì cảm thấy huyết mạch lưu thông, huyệt đạo được giải khai, Đầu cô bãi thiên điển đứng dậy, nhìn thì thấy một mỹ nữ khoảng độ đồi tám đẹp như hoa, thân hình mảnh mai, môi hồng trắng trắng, hàng mi như vẽ. Đặc biệt hai mắt mờ huyền như sương khói, khiến cho người ta phải động lòng. Đáng tiếc lúc này không có thời gian để mà thưởng thức mỹ nữ, mà thấy đằng sau người đã trùy đuổi tới nơi, thì hắn vội vội quay người bỏ chạy. Đồ ngốc, chạy đầu bên đó, bên đó là ngõ cụt rồi, theo ta đi hướng này nói xong liền chạy trước, được cô bại thiên không cho dò dự chạy theo sau. thiếu nữ tựa hồ như rất quen thuộc với nơi này, Sẽ trái rồi lại quẹo phải bảy tám lần, chỉ một lát đã đã thoát khỏi đám người kia. thiếu nữ dẫn hắn vào một tiểu viện, tường vây xung quanh đang ngả sang màu xám, giữa sân có một cây ngô đồng, vài chiếc lá rơi rải rác xung quanh. nàng ta đóng cửa lại và nói: này cường đạo, bây giờ có thể nói cho ta nơi cất giấu bảo vật được rồi đấy. Động cô bại thiền khóc cười cũng chẳng xong. Mình trở thành cường đạo kỳ nào không biết chứ. Ben không để ý gì đến cô đường ta. Đẩy cửa phòng tiến thẳng vào trong. Bước vào, hắn thật sự thất vọng. Thì ra, đây là một căn phòng của nữ nhi. Trong phòng đã đổ nát, chứng tỏ đã đâu không có ai ở. Thật đúng là một tiểu nhà đầu giáo hoạt mà. Cường đạo, ta đang nói chuyện với người đây. Người có nghe không vậy? Ở đây còn có cường đạo à? Cô đường không phải là một nữ cường đạo đó chứ hắn quyết định trêu chọc tiểu nhà đầu này. Mỹ nữ này một chút giận dữ cũng không có, cười cười mà nói. Số tiểu tử, người đừng giả bộ ngây ngốc nữa, chạy theo ta thì nhanh thế cơ mà. Người tin ta bây giờ chỉ cần ra ngoài đường, là lớn, là người đừng hòng chạy thoát không? Lo gì chứ, ta không biết chạy sao. Người thử nhìn đi, nơi đây cụt đường rồi. Đồ cô bại thiên tức thì cảm thấy thật là chán nản, không ngờ gặp phải một tiểu hổ ly vừa mỹ lệ lại vừa già hoạt đến như vậy. Vị tiểu mỹ nữ này sao, sao lại có thể như vậy chứ? Ta thật sự không phải là cường đạo gì cả. Cái đám hỗn đản đó, nói nhằng nói cuội, chứ ta nào phải ăn trộm gì đâu. Cô đường trông thấy ta giống người như vậy sao? Nói xong, hắn liền cố tạo ra tư thế thật tiểu sái. Nhìn bộ mặt của hắn, mặt chuột, tài thịt bé bé, khuôn mặt thì đầy thịt, vẽ một cái thì thấy già dày chắc cả tấc nhìn qua là đủ biết người chỉ là một tên cường đạo hạ đẳng rồi. Mặc dù khi cười, cô nương kia lộ ra hai lúm đồng tiền rất khả ái, nhưng lời lẽ thì thật khiến người ta nghe không khỏi tức giận. Cái gì cái gì? Tả cào lớn hiên ngang, khí vũ bất phàm, anh Tuấn đẹp trai thế này, mà lại bị người hình dung ra bộ dạng thế này ư. Ừ, thật là đáng giận mà. Hm, ta giận, ta giận. Cũng có chút đẹp đẽ đó. Mà nói chỗ giấu bảo vật đi, ta không có nhiều nhẫn nại lắm đâu. Ta không phải là cương đạo hay ăn trộm gì cả Còn ngươi hồi nãy mới cướp kìm tệ của ta lại còn đá ta Ta thật muốn hỏi ngươi Giữa chúng ta ai mới thật sự là cương đạo Là ăn trộm cơ chứ Ngươi thật sự là người nào đây Bổn nhân là ai Không cần phải nói cho ngươi biết Nếu ngươi không ngại thì cứ gọi ta là tỷ tỷ đi Sợ dĩ Sở thích của ta là đi thu thập các đồ trần bảo Gần đây nghe nói Tại cái thống trầu thành nhỏ bé này Có xuất hiện một ít bảo vật nên mới đặc biệt tới để thu thập đấy. Người lớn lắm sao? Muốn ta kêu bằng tỷ tỷ à? Gọi bằng muội muội thì con được. Cái gì mà thu thập bảo vật? Ta xem sống ăn trộm thì hơn. Này đệ đệ ngốc, không đã người không nói chuyện lịch sự được sao? Đầu cô bại thiên ngớ người. Bản thân mình muốn nói, nhưng thật không có cách nào nói ra được. Đệ đệ ngốc, người nói hay không nói đời dấu bảo vật đây. Đầu cô bại thiên cơ hồ muốn thét lên. Tiểu nhà đầu đáng chết, ta nói lại một lần nữa, ta không phải là cường đạo hay ăn trộm gì cả. Người không tin thì có thể tìm bọn chúng để mà hỏi. Còn không thì cứ giao ta cho bọn chúng là được rồi. Được, người cứ chờ đấy. Nói xong, cả người của cô nàng kia như một con chim yến bay qua, biến mất sau bức tường. Tư thế phải nói là tuyệt mỹ. Đồng cô bại thiên như muốn líu lưỡi, khỉnh cổng của tiểu nhà đầu này đúng là kinh thế hãi tục. Chẳng hề thấy cô nương ta dẫm chân mà vẫn bay lên nhẹ nhàng. Thật sự quá khủng khiếp. Nếu chỉ nói về khinh công, thì chỉ sợ còn hơn cả vương cấp cao thủ. Hy vọng là võ cung của cô nương ta sẽ không lợi hại như khinh công vậy. Không đâu sau, thì thiếu nữ ấy đã quay trở lại. Tà áo trắng tung bay như một vị tiền tử giáng trần, khiến cho độc cô bại thiên không khỏi ngay cả người. <laughs> Thật là buồn cười muốn chết đi được. Một tràng cười trong trẻo cất lên khiến cho độc cô bại thiên tỉnh lại. Tiểu nhà đầu, có cái gì đáng cười chứ? Người đúng là một tên đại ngu ngốc, mới xuất đạo có một ngày mà đã trở thành mục tiêu để người võ đầm trùy rát. <laughs> thật đáng buồn cười, không tìm thấy giang hồ, lại không biết người giang hồ ở đâu. Đúng là một tên đại ngu ngốc. Thiếu nữ kia ôm bụng cười rũ rượi. Đồng cô bại thiên mặt ẩn đỏ mà nói, không được cười, tiểu nha đầu đáng chết. Ta nói người, người không nghe thế sao? <laughs> đệ đệ ngốc, người thật là dễ thương quá đi mà chỉ là ngu ngốc đến mức buồn cười chết đi được. Độc cô bại thiên tự nhiên thấy mình bị một thiếu nữ, còn kém mình một hai tuổi, cười châm biếm như vậy. Trong lòng cực kỳ cảm thấy khó chịu đấy. Cô, cô mong ngậm miệng lại cho ta. Ta vừa mới bước ra giang hồ, không có kinh nghiệm nên phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn là điều khó tránh thôi mà. Như vậy vẫn còn đỡ hơn một mỹ nữ cường đạo như cô nhiều. Hàng ngày chỉ nghĩ đến việc ăn trộm ăn cắp cái gì đó. Một nữ hài tử như cô có sở thích như vậy còn không biết xấu hổ sao? Thiếu nữ mỹ lệ không hề giận dữ, chỉ cười cười rồi nói, tiểu tử thúi, người biết cái gì chứ? Chẳng lẽ chưa từng nghe bảo vật thiên hạ, ai có đức thì được hưởng sao? Này ta thu thập được không ít bảo vật, chứng tỏ ta là một người đại đức đại hiền. Nói người mì tặc mắt chuột, là người nghe không lọt tai. Người tự nhìn lại người xem, tầm nhìn thì nông cạn, ngay cả một chút đạo lý này mà cũng không biết nữa sao. Người, người vốn là vốn là mỹ nhân ai ngờ lại đi ăn cướp thế này ầy ra độc cô bại thiên làm ra vẻ rất đau lòng mà nói còn nít thật là khó dạy đúng là đầu gỗ mà nhìn người thần hình cao lớn may trộm mắt chuột nguyên bổn tưởng là người có tố chất ăn trộm nay xem ra bên ngoài là ngọc bên trong lại chẳng là cái gì chỉ là một tên tiểu tử ngốc nghếch ban đầu ta còn muốn người làm phụ tá cho ta nhưng bây giờ ta quyết định để người làm mã phu cho ta vài ngày vậy. Nói xong, cô nương ấy phất phất tay đi vòng quanh người của độc cô bại thiên, quan sát từ trên xuống dưới, so vẻ như đang cố gắng phải chấp nhận. Bộ dạng lúc này thật sự rất khả ái, chi tiếc là trong mắt độc cô bại thiên thì lại giống như là một tiểu ác mà độc ác. Người nói cái gì? Tiểu nha đâu? Người, người muốn chết à? Độc cô bại thiên gằn từng chữ, cơ hồ như muốn gầm lên bộ dạng thiếu nữ như đào thường bất nhập, vẫn cứ cười hì hì. Đệ đệ ngốc này, ta nói để người làm mã phù cho ta vài ngày, thì cũng không cần kích động như vậy đâu. Nếu người đồng ý, thì có thể làm lâu hơn cũng được. Độc cô bại thiên hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nữ nhân này quá điều hòa đành đá, lý sự một cách rất vô lý, hết cái này đến cái khác. Nói đạo lý thế nào cũng không có chịu nghe. Từng nghĩ bản thân thường hay lấy người khác ra làm trò đua. Hôm nay lại hoán đổi vị trí, thật sự rất khó chịu đấy. Tiểu nữ tặc, ta phải quyết đấu với ngươi. Nói xong hắn liền làm ra dáng vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử thối, dám gọi ta là tiểu nữ tặc à? Người có bao giờ thấy tiểu nữ tặc nào dễ thương như vậy chưa? Người hãy nhìn cho kỹ lại đi, tỷ tỷ ta có thật giống nữ tặc không? Thiếu nữ kia vẫn cười hì hì, dáng vẻ như không làm cho người ta tức chết thì không được. Độc cô bại thiên thật sự tuyệt vọng, tự nghị mồm mép bản thân mình, trước giờ tự xưng là vô địch, này có lẽ phải cải thành đệ nhị rồi. Ta đánh, ta đánh. Nói đạo lý không xong, hắn liền giơ tay đánh ra một quyền, uy lực ngọn quyền như vũ bão đánh thẳng tới mặt của thiếu nữ. Cái này đã do hắn phối hợp với cầu chuyện cổng pháp để sáng chế ra, gọi là bá vương thần quyền. Quyền kinh cương mãnh giống như là con đường bá vương đang duy ngã độc tôn, tàn sát bốn vương. Thiếu nữ diễm lệ giống như cánh bướm xuyên hoa và nhẹ nhàng tránh khỏi quyền ảnh. Một quyền của độc cậu bại thiền vô dụng, tức thì quyền thứ hai lập tức đánh tới. Uy lực của quyền phòng khiến những chiếc lá trên mặt đất cuốn lên, ủy thế đến kinh người. Cả người của thiếu nữ như không có trọng lượng, giống như bị gió thổi cuốn về phía sau, nhẹ nhàng giống như vô lực. <laughs> Tiểu tử ngốc, xem bộ dạng hùng hãn của người thật không ngoan chút nào, dám đánh cả tỷ tỷ ta. Người còn làm loạn nữa, thì ta sẽ đánh vào mông của người đó. Ta đánh, ta đánh ngươi. Độc cô bại thiên thét lên như sấm, quyền trái quẹt thẳng vào mặt thiếu nữ, quyền phải thì đánh vào sườn phải của cô ta. Thiếu nữ tùng người lên nhảy qua đầu của hắn, cây chân phải dưới rảnh rỗi, liên la dẫm nhẹ một cái lên đầu của hắn, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Độc cô bại thiên chỉ cảm thấy một cơn gió mang hương thơm từ trên đầu truyền xuống, tiếp đó thấy ra đầu tê tê. Tức thì liên hiểu rõ Bình mới bị thiêu nữ đạp cho một cái vào đầu. Đã thế, thiếu nữ sau khi nhẹ nhàng đáp xuống đất, lại còn cười đều mà nhìn hắn chứ. Thế nào, đã phục chưa? Không phục, không phục. Có bản sự thì chính diện đấu một trường với ta. Đồ ngốc, ai mà giống người chứ. Cứ đứng đấy mà nhảy nhót kêu gào, hùa trần múa tay như một con gấu đần độn. Người còi địch nhân đã khu gỗ, đứng yên cho người đánh chắc. Võ đạo là dựa vào chữ xảo để mà thắng ngàn cân. Thôi, không nói về người nữa. Người thì biết cái gì? Thứ người nói là cua chân múa tay như một con gấu đần độn, chính là bá vương thần quyền của ta. Khi thế nhất định phải trấn áp cả thiên hạ. Quên mình là ai? Nữ nhận éo ợt như người, làm sao mà hiểu được? Buồn cười. <cười> Buồn cười thật. Bá vương thần quyền ở đây. Tên thô tục như thế mà người cũng nghĩ ra được. Võ đạo biến hóa đa đoan. Lối đánh của người vừa nãy ngu xuẩn hết sức, không phối hợp với bộ pháp gì hết vậy mà dám vình váo mà khoe khoang à? Độc cô bại thiên tùy ngoại việc bất phục, nhưng trong lòng thầm thừa nhận, bộ quyền pháp này hắn sáng tạo ra chưa có lâu. Câu chuyện công pháp của hắn cũng chỉ ở giai đoạn sơ khai, còn xa lắc mới đạt tới mức đại thành. Chuyện phối hợp, phò quyền với sách vận khí, chưa có thông suốt. Bề ngoài có vẻ ủy phòng lẫm lẫm, không ngờ lại bị tiểu nhà đầu vừa liếc mắt đã nhìn ra. Còn về bộ pháp, hắn sáng tạo nhiều ngày mà vẫn chưa dự ý, Sao không nói nữa? Cũng là tỷ tỷ nói đúng phải không? Đến đây, ta đánh này, đánh này. ta thủ của hắn lại tống ra một quyền, chân tung cước, nhắm vào bên phải tiểu phúc của tiểu nữ. Nàng ta lắc người tránh thoát đi. đầu cô bại thiên lại tung ra một loạt quyền ảnh, kinh khí mãnh liệt thổi tung lá cây trong sân. thiếu nữ thuận theo quyền phòng giạt đông giạt tây, hết sức nhàn nhã, ung dung như đi dạo trong từng đợt sóng quyền ảnh. đầu cô bại thiên vừa bực, vừa nóng lòng song quyền liên tục tùng ra, xoay tròn như hai bánh xẻ gió, nhưng không tài nào chạm vào chiếc áo của thiếu nữ. Khắp sân toàn là kinh khí ao ạt, là khổ tung bay. Một lúc sau, hắn dần dần tĩnh tâm, mỗi quyền tung ra, lại ngầm phân tích cẩn thận. Trên khí vận chuyển thông suốt dần, bộ pháp bắt đầu ăn khớp với quyền pháp. Thiếu nữ nhận ra thay đổi của hắn, quyền pháp không thiên về cường mãnh nữa. Trong bá khí có mấy phần phiêu giật, nháy mắt đã trở thành thuần nhuyễn không cứng đờ như lúc trước nữa. Trong mắt của nàng lóe lên thần thái thật khác lạ. Một lúc sau, trong lòng độc cô bại thiên hoàn toàn tĩnh lặng, vô dục vô cầu, như thể không quan tâm, hoàn toàn đến ngoại giới. Vung quyền lên đã có cảm giác thống khoái lầm lì. Trần khí phảng phất như đã tìm được quỹ đạo, vận hành thông suốt trong thần thể. Bộ pháp cũng trở nên kinh linh không còn long ngóng nữa. Thiếu nữ kinh ngạc không nói thành lời. Vừa nãy, hắn còn là tiểu tử ngốc nghếch tức cười nháy mắt sau đã biến thành một người khác người ngộ ra trong lúc đấu võ không hiếm gặp nhưng tốc độ tăng tiến nhanh như hắn đúng là hy hữu khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ của đồng cụ bài thiên hoàn toàn bình lặng thiếu nữ không còn nhàn nhã như vừa nãy được nữa không chỉ lách người né tránh mà bắt đầu phải vùng quyền gạt đòn tư thế đẹp đẽ khình lình như tiên tử một người quyền pháp cương mãnh ba khí tràn rụa một người uyển chuyển như tiền tử đang bày múa gặp kẻ càng đánh càng mạnh như độc cô bài thiên thiếu nữ có ý thành toàn cho hắn lực đạo tăng lên mấy thành tốc độ cũng nhanh hơn hẳn đối diện với áp lực xung kích độc cô bài thiên vẫn trấn tĩnh không hề lo lắng nhưng bộ pháp liền biến hóa linh động phiêu giật linh động như rồng như hổ gặp được thiếu nữ chính là may mắn của hắn trong lòng y trống trơn nàng liên tục dồn ép khiến cho hắn liên tục có đột phá võ công nhảy vọt thực lực tăng từ cao thủ nhị lưu lên nhất lưu. Khó hơn là lĩnh ngộ được cách tấn công, hắn vốn hòa trộn công pháp của tiền nhân để sáng tạo ra võ công riêng của mình. Bước đầu đã gặp may, ít nhân cũng rút ngắn được 5 năm quá trình nhận thức công pháp mà hưởng lợi cả đời. theo nữ liên tục giả tăng áp lực, hắn càng thu được nhiều đột phá, quyền pháp mạnh mẽ hẳn, kinh khí giàn giạt để thể hiện rõ khí thế bá vương. Trận khí mãnh liệt nghiền lá khô nát thành bụi, y phục trên mình cũng bị xé toạc ra, lộ ra cơ thể hùng tráng chắc nịch, mái tóc dài bay bay, khí thế thật ủy vũ. Hắn tống ra một quyền đơn đơn giản giản, đánh vào trong thiếu nữ, nàng giạt sang bên tránh khỏi đòn đánh chính diện. ầm một tiếng, ngọn quyền đánh trúng cây ngô đồng phía sau nàng ta, thân cây xù xì gãy gục, một đòn của hắn không ngờ lại có ủy lực đến như vậy. Hắn tỉnh lại, thiếu nữ cũng ngừng công kích, thấy một trưởng của mình có thể đánh gãy được cây ngô đồng. Trong lòng của hắn kích động không nói thành lời, nhắm mắt hồi tưởng lại tưởng tận quá trình kia. Thiếu nữ dường mắt nhìn hắn, không dám quấy nhiễu. Nàng biết nếu bây giờ hắn không dụng tầm lĩnh hộ, đột phá đạt được bàn nãy, sẽ quay về còn số không. Đồng cô bại thiên chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt trong veo, thận quang thoạt ẩn thoạt hiện. Thiếu nữ biết, từ đây hắn đã đạt đến cảnh giới nhất liều cao thủ. Cùng hỉ đệ đệ ngốc từ một tiểu tử nhị lưu lên được nhất lưu cao thủ. Phải cảm tạ tỷ tỷ thế nào đây? Đồng cô bại thiên biết, nếu không có nàng ta có ý thành toàn, liên tục ra chiêu, bản thân của hắn khó lòng đạt được đột phá như vừa rồi. Trong lòng cảm kích không thể nói lên bằng đời. Nhưng ngoài miệng tuyệt không chịu phục thiếu nữ vừa khả ái vừa đáng ghét, từng chọc cho hắn suýt phát khùng mà không nói được câu nào. Tiểu nhà đầu, để báo đáp, ta đành cưới bộ tên trộm cắp không ai thèm lấy như ngươi vậy hắn cái gì tình khốn kiếp người nói một lần nữa cho ta xem nào vẻ mặt của thiếu nữ đầy nộ khí đầu cô bại thiên hết sức cao hứng từ đầu đến giờ lúc nào hắn cũng chịu lép vế nàng ta cứ cười không làm sao chọc tức nổi bộ dạng đó chỉ nhìn đã khiến cho hắn điên tiết Giờ rốt cuộc nàng cũng nổi giận thật khiến cho hắn mát lòng dị thương ta phải nói là phát dương phong cách cưới tên trộm cắp không ai cần như ngươi có phải là cao hứng đến chết người không trong lòng tấu nhạc hay là không chứ hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của nàng trầm hẳn xuống tiếp tục nói ui ui buổi bội trộm cắp sao không nói gì nữa chứ ngươi đi chết đi đầu cô bài thiên chỉ cảm thấy một trận gió thơm phất qua trên mặt vang lên tiếng bốp buổi buổi trộm cắp sao lại đánh ta chứ hắn làm ra vẻ vô số tội ta đánh tên đầu heo nhà ngươi. Có biết không được nói lung tung những lời đó với con gái không hả? Ta quyết định trừng phạt ngươi một phen. Đầu cô bài tiên kêu ầm lên mà kích động. Cái gì? Cái gì? Ta tạm một cái, con đòi trừng phạt à? Người đúng là được vòi đòi hai ba trưng. Đoạn thấp giọng lầm bẩm. Hiện giờ, ta, ta sợ người chắc. Theo đứa kia lại bật cười. Đệ đệ ngốc này, người đúng là cuồng vọng vô tri. Võ công mới đạt đến mức nhất lưu, thì cho rằng mình thiên hạ vô địch chắc. Đúng là cuồng cười. Số nhất lưu cao thủ ở năm quốc gia trên đại lục phải đếm 10 ngày nửa tháng mới hết. Người bất quá là một hạt cát mà thôi. Đừng có đem so sánh với một siêu cấp cao thủ nhất lưu với một cao thủ siêu cấp. Đương nhiên, người không đánh được ta đâu. Cái gì mà không đánh nổi người chứ? Lẽ nào người không biết siêu nhất lưu còn lợi hại hơn siêu cấp à? Theo nữ không đáp, dùng hành động trả lời. Vất tay một cái, một góc đại thụ gãy gục dưới đất từ từ bay lên đến quá đầu độc cô bại thiên tín nát vụn là tả rời xuống độc cô bại thiên ngẩn người đây là sức mạnh của con người sao hắn trợn trừng mắt nhìn từng bầu gỗ rớt vào mình sự tình xảy ra hoàn toàn che khuất mọi nhận thức của hắn về võ học loại công lực kinh khủng như tiền thuật này khiến cho hắn cơ hồ không tin nổi thời gian cứ như ngừng trôi thân thể hắn cứng lại như một khúc gỗ nhưng nội tâm đang nổi sóng hắn từng xả thân thành ma công lực đạt đến cảnh giới cao thủ vương cấp nhưng tuyệt đối là không có uy thế như của thiếu nữ này lòng của hắn cuộn sóng lẽ nào nàng đã đạt đến thánh cấp trong truyền thuyết nàng ta xem ra còn nhỏ tuổi hơn hắn một hai tuổi tầm tính còn trẻ con làm sao lại có khả năng đó được tuổi con nhỏ sao công lực đến mức đó tiểu nhà đầu đã đến cảnh giới thánh cấp rồi sao còn chưa nhưng ta sắp rồi sợ hả võ công của ngươi là tự tu luyện à đúng là đồ ngốc chẳng lẽ còn muốn người khác giúp người luyện võ công nữa sao đỗ cô bại thiên im lặng nội tâm cực kỳ chấn động muốn luyện thành một thần võ công tuyệt đỉnh, các yếu tố danh sư thiên tư tầm pháp có liên quan mật thiết may mắn ta có đủ luyện được võ công thế này cũng chẳng có gì lạ Người không cần tự ti võ công là phải ngộ ra chỉ cần ngươi có lòng tin chuyện gì cũng có thể đạt được giống như vừa nãy không phải người đột phá lên cảnh giới chỉ trong nháy mắt đó sao? Độc cô bại thiên thẩm nghĩ, tiểu nha đầu này đúng là hảo tâm. Mình vừa tỏ ra tự ti, liền nhìn ra ngay. Còn có thiện ý giải thích an ủi. <laughs> tiểu nhà đầu quả đúng là cũng có chỗ khả ái. Bật quá, đầu cô bại thiên ta là loại người dễ chịu thua thế sao? Quá coi rẻ ta rồi. Nghĩ vậy, hắn bèn lên tiếng. Tiểu nhà đầu, người quá coi thường ta. Ta muốn đánh cá với người, là sẽ đạt đến thánh cấp trước người. Người muốn thắng ta có khác nào đang nằm mộng giữa ban ngày? Không thể có chuyện đó được. Đoạn nàng ta cười hì hì nói tiếp. Mã phù, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Cái gì? Đâu cô bại thiền bị ai phát hiện rằng tiêu nữ kia không hề quên lời nàng nói lúc trước. Đột nhiên, một việc đáng sợ xảy ra. Mỹ nữ kia kéo tuột ra mặt xuống. À, yêu quái! Đâu cô bại thiền sợ quá kêu âm cả lên bên dưới dùng nhàn điều hòa, lại là một gương mặt bình phàm. Đỗ cô bại thiên cả kinh, mồm há hốc. Người, người sao vậy? Đồ ngốc, cả cái chuyện này mà cũng không biết, còn đòi sông pha giang hồ cái rắm gì? Người chưa nghe thấy chuyện chế tạo, mặt nạ giống như thật à? Không thể nào, vừa nãy người đeo cái của nợ này, về mặt có gì khác thật đâu, làm sao lại cách một tầng mặt nạ được chứ? Võ công còn chia ra cao thấp, trình độ giống hay không giống của mặt nạ đương nhiên cũng có phần biệt. Trên đời này không việc gì là không thể đâu. đầu cô bại thiên nghĩ thầm, tiểu nhà đầu này nói năng tùy đáng khét, nhưng không phải không có đạo lý. Vừa nãy chẳng phải mình đã bị loại võ công không thể nào của ạ à, làm cho kinh ngạc sao. Mã phù, ngẩn ngơ cái gì nữa, nào, đeo vào đi. Thiếu nữ kia lấy ra một cái mặt nạ đưa cho hắn. đầu cô bại thiên bây giờ nhận lấy, cảm giác trong tay nhẹ như không, nhìn kỹ mới nhận ra là khuôn mặt một trùng điền râu quai nón, mày rậm rịt, hoàn toàn phù hợp với thần hình cao lớn của hắn. Nhật thời hắn hiếu kỳ, đeo mặt nạ lên mặt, tức thì biến thành một đại hán thô kệch. Mặt nạ không chỉ được chế tạo tình xảo, cười nói bình thường, mà hít thở cũng rất thoải mái, da mặt không hề có cảm giác khó chịu. Mặt nạ của bụi bụi trộm cắp đúng là rất được đây, không biết lấy trộm được ở đâu. Tuy biết võ công của thiêu nữ đáng sợ, nhưng hắn không hề e sợ chút nào. Cô bé thú vị này rất dễ khiến người ta thần cận. Tuy có lúc hết sự đáng ghét, nhưng lại khiến người ta quyền đi rất nhanh, tính xấu đó. Đây chính vì giữa người với người hoàn toàn khác nhau. Một người có khí chất riêng biệt, khí chất của cô bé này trời sinh ra đã khiến người ta muốn thần cận rồi. Khí chất của thiếu nữ khiến hắn không khỏi nhớ đến người từng khiến trái tim hắn vỡ tan từ đổ bình nguyệt. Một lần nhớ đến nàng ta, lòng của hắn lại ẩn ước giấy lên từng sợi tờ từ đầu nói. Hắn nhớ đến Lý Thi, lần đầu tiên thấy nàng, cảm giác là choáng váng. Nàng phải ở trên đời mới đúng, thế nhưng đẹp như tiền tử, lạnh lùng như trăng sáng, rất khó cái người khác dám tiếp cận. Sau đó lúc bắt chuyện lại cảm thấy vẻ mặt trấn tĩnh của nàng hòa hợp với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, tỏa ra hào quang thánh khiết, khiến người ta thần thiết, song không dám mảy may khinh nhận. Mãi lúc mạo phạm, hắn mới nhận ra phường diện tiểu nhì nữ ở nàng. Đặc biệt là lúc hồn mê tại nhà, nàng vừa mắng vừa đánh hắn. Sau cùng bị hắn dọa cho phải bỏ chạy. Biểu tình quả nhìn đã khả ái đến cực điểm. Nghĩ đến đây, hắn không nén được nụ cười. Ui, số tiểu tử cười cái gì thế? Ta đang nghĩ một người, nếu có đến mấy loại khí chất khác nhau, người nói có khả ái không? Người là đang nói ta sao? Đừng khen ta kiểu đó, ta lại ngượng đây. Nói rồi nàng ta cười cười muội muội trộm cắp à hiện tại ta mới phát hiện da mặt của muội dày nhất thiên hạ vậy mà còn đeo thêm một tầng đồ nhân tạo nữa à ta ra là người trắng xinh đẹp gì đúng chỉ là mỹ nữ nhân tạo thôi đồng cô bại thiên chọc thẳng vào tổ ong vỏ vẽ rốt cuộc hắn cũng tìm được đề tài khiến nàng ta tức giận thiếu nữ kia tuyệt đối không đổi đoá cười cười mà bảo quả rửa ngốc người cho rằng khuôn vặt này đã dùng bạo chân chính của ta sao Lẽ nào còn xấu hơn nữa à? Người đúng là thông minh đấy. Độc cô bài thiền lại thấy hồ nghi, tâm tính của thiếu nữ như trẻ con. Kỳ thân, chính mình lại không nhìn thấu được nàng ta. Một con tiểu hồ ly thông minh lại rào hoạt như vậy. Sao lại bắt ta đeo mặt nạ chứ? Đồ ngốc, người hiện tại là công địch của võ lầm trong cả toa tiểu thanh này. Nếu không đổi dùng mạo, đi ra ngoài, chẳng bao lâu sẽ bị người ta thế thiên hành đạo điên à? Đâu cô bài thiền đáp đà tá tiểu nhà đầu. Tiểu nữ kia nói tiếp, Đệ đệ dừa ngốc, ta lại tặng cho đệ một món quà thật lớn nữa, đệ có muốn không? đâu cô bài tiền đáp ngay, quà thế nào mà người lại cho ta chứ? Ta biết có một nơi cất giấu rất nhiều chân bảo, bảo tàng lớn lắm đấy, chắc chắn ở đó rất hay hò nên ta muốn đến xem, người có đi không? Đương nhiên, người cũng có một phần bảo vật đấy. Không phải người muốn ta làm mã phù đấy chứ? Đùa người chút thôi, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ thành toàn cho. Sao lại cho ta đi cùng ngươi? Tình cờ gặp, coi như là ngươi may mắn thôi. Vậy thì được, ta sẽ đi cùng ngươi. Thế tiểu hồ ly cười rạng rỡ. Độc cô bại thiên có cảm giác bị người ta đưa vào trong. Cùng cỡ lên một con thuyền đạo tặc. Hai người rời khỏi khoảng sân. Tình không còn ai truy sát hắn. Nghĩ đại thấy vậy cũng đúng. Giờ đã giữa trưa. Có ai còn quan tâm đến một tình thiếu niên cuồng vọng ngây ngộ cỡ chứ? Ui, mỹ nữ, xưng hố thế nào? Người không đến để ta cứ gọi là tiểu nha đầu lừa gạt. Không có thì ta giúp người tìm một cái tên. Tiểu Thảo, A Hoa, Kim Chi, Ngọc Diệp, Tiểu Cương, Tiểu Bạch. Thế nào? Tự chọn một cái đi. Những cái tên khả ái đó, người giữ lại mà dùng. Nếu không ngại, cứ gọi ta là Ngộ Lạc phàm Trần, tiên tử tỷ tỷ, quảng hàn tiên tử. Không thì gọi ta là Huyên Huyên. Người xưng hố thế nào? A à Trư, A à Miêu hả? Tên người là Ngộ Lạc phàm Trần à? đúng là buồn cười. Ta thấy phải là xuống địa ngục mới đúng. Trời xanh hỡi, sao ông lại để kẻ này rớt xuống cờ chứ? Cho hắn địa bay về sao hỏa đi. Đoàn hắn ưỡn ngực, làm ra vẻ hùng dũng, Giang vẻ dường dường tự đắc. Nghe cho rõ đây này, tên ta là độc cô bại thiên. Buồn cười thật, lại còn ra vẻ nữa chứ. Người coi mình là ai? Tên cười cũng vừa tục vừa buồn nôn như người đấy. Giống như là đi trên đường gọi A Hoàng, A Cầu, cua một cái là được cả nắm. Độc cô Bại thiên phát giàu vẫn cho rằng tên của mình rất uy phong, không ngờ lại bị người ta cười nhạo như vậy. Người cứ đợi đấy, không lâu nữa đâu, ta sẽ khiến cho toàn đại lục phải biết tới cái tên độc cô bại thiên này. Người qua lại trên con đường rất đông, ai cũng hớn hà hớn hở, hết sức náo nhiệt. Sợ hắn kêu lớn như vậy, khiến không ít người dừng lại, dương mắt nhìn. Huyền huyền ngoảnh mặt qua một bên, ra điều không quen lắm, nhưng mọi người vẫn chỉ chỉ trò trò vào nàng hai người vội vàng lùi đi, tránh khỏi tầm mắt của người đời. Cái tên độc cô bại thiên của người quá dài, ta gọi người là Tiểu Bạch có được không? Gì cơ, tên tuổi sao có thể gọi lung tung, không được. Ta thích thì cứ gọi đấy. Thế rồi hắn buộc phải tuân theo. Huyền huyền, cô đừng có thấy trả đầu ở đằng kia không, chúng ta cũng nên... Người cầm mồm cho ta, hiện tại ta là lão đại, nhất thiết phải nghe theo ta. Ta bảo sao ngươi phải nghe vậy? Bộ dáng của tiểu nhà đầu rất hùng dữ, giống hệt như là phòng phạm của lão đại trong khắc đạo. Độc cô bại thiên biết rồi, hồi nãy suýt nữa mình đã tiết lộ chuyện ăn trộm bảo tàng, thành ra ngượng ngập, không tranh hơn thua miệng rưỡi nữa. Hai người đến tầng 3, tầng cao nhất của trà lâu, tìm một chỗ gần cửa sổ. Lúc đó là giữa mùa hạ, gió nhẹ nhẹ từ ngoài sông thổi vào, mát mẻ, dễ chịu hết mức. Huyền Huyền gọi một bình bích ngọc xuân, hương trà ngào ngạt tức thì khiến đầu cô bại thiền tứ nước dãi đầy miệng chạy cả ngày hắn vốn đã khát cháy cổ giờ lại thêm hương trà thơm nước thì chịu thế nào được liên tục dục hỏa kế tự cầm bình trà đền dốc đầy một chén ngờ cổ uống sạch liền một hơi bà chén lúc này hắn mới có cảm giác nhột nhạt quay đầu lại mới thấy toàn bộ người trong trà lâu đang trợn mắt nhìn mình ngay cả hỏa kế cũng như vậy quay nhìn huyên huyên tên nàng ta cúi gằm mặt mái tóc đen dài che kín cả gò má. Huyền Huyền, cô đừng sao vậy? Huyền Huyền thấp giọng nói. Tên đần độn, ngốc tử. Người chưa thấy người khác uống trà sao? Người ta đến đây để thưởng thức. Làm gì uống như trầu giống như người vậy? Tên trà lâu này là nhất phẩm lâu. Một trong những trà lâu nổi tiếng nhất thành phòng đế quốc. To tiểu thanh này, việc có trà lâu trăm tuổi này mới trở nên nổi tiếng. Đừng có nhìn ta, đúng là mất mặt mà. Chúng ta còn không mau đi. Đâu cô bại tiền hà hà cười rộ. Hay lắm hay lắm, ta rất thích, vui thật, ta thích cách uống trà như thế. Trà lâu này có quy định không cho các nhân tu trà ư. Các người nhìn cái gì mà nhìn, ta đẹp trai quá à. Hiện giờ, hắn mang hàm trầu quài nón khi người ta nhìn đã sợ. Những người đang chậm rãi nhầm gì trà đều sợ hãi cúi mặt xuống, không dám nhìn hắn nữa. Huyền huyền thì trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn một hơi uống sạch ấm trà, liền trà tiên rồi vội vàng trời đi. Huyền Huyền, cô không khát sao? Khát chứ. Sao vừa nãy cô nương không uống chén nào? Hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi đều. Đừng có làm phiền ta nữa. Sợ ăn cơm rồi tìm canh đếm nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta đi tìm bảo vật nhé Đầu cô bãi thiên vội vàng bám theo nàng ta, không dám chậm trễ nửa bước. Thế rồi màn đêm nhanh chóng buồn phủ, trăng không mọc, ngay cả mấy ngôi sao nở mờ cũng bị mây đèn trẻ khuất. Đất trời tối om, xòe tay không thấy ngón. Trong bóng đêm có hai bóng người vượt qua đường, loáng qua như một trận gió. Động tác nhanh đến mức người ta thấy mà kinh thán. Đúng là thời tiết thích hợp đi trộm cắp đi mà. Cầm mồm! Chính là độc cụ bại Thiên và huyền huyền. Hai người đến trước một tòa đại trạch, liền tung người nhảy vào. Đại trạch tối om om, trong sân cỏ dài mọc ôm tùm. Độc cô bại thiên tinh mắt thấy ngày mấy bộ xương trắng ẩn, lằn lóc dưới bãi cỏ. Hiện nhiên đây là căn nhà hoang phế đã lâu nhà cao cửa rộng càng bật lên vẻ âm ủ đáng sợ tuy là giữa mùa hạ đầu cô bại thiên cũng có cảm giác trong lòng thoáng lên bốt giá huyền huyền cô đường xem bên chân trái cô đường là cái gì một bộ xương chó nói đoạn thần ngọc của nàng ngồi sụp xuống tựa như là lấy vải bọc lại cái gì đó đầu cô bại thiên ngầm than thở vốn tưởng dọa nàng không ngờ con đường này không có kinh hoàng bản thân của hắn thì thấy cảnh tượng âm u thế này cũng còn thấy hơi sợ sợ không tưởng nổi một cô gái lại chẳng hề coi ra là gì tiểu bạch người cho người này đón lấy từ lúc biết tên độc cổ bài thiên đang luôn gọi hắn là tiểu bạch tiểu bạch cũng giống như a trừ a miêu nghe mà phát rầu nhưng hắn không biết phải làm sao cả hắn đón lấy bảo vải mở ra xem sườn sọ trắng nhờn khua vào nhau hắn hoảng sợ quẳng ngay đi người người định làm gì Tiểu mà nữ người định dọa ta kiếp chết chắc. Người có thấy hay không? sừng sọ chó là thứ đầu tiên ta thấy. Lễ vật đầu tiên đó cũng cho người luôn. Không thấy cảm kích ta sao? Đồng cô bài thiên trấn tĩnh nhìn lại. Quả nhiên là một cái sườn sọ của loài chó. Dù vậy dưới trời đêm, ở trong sân cũng đủ dọa người ta sợ. Người đem lễ vật đầu tiên này. Vậy quan tâm xem ta có cần hay không chứ? Lục hắn nhận ra mình đã đỡ đời. Thì chát một cái mà trái lạnh ngay một cái bàn tay. Ui, tiểu bà nữ người làm cái gì vậy? Do người nghĩ lệch lạc đi đấy chứ. Ý ta chỉ đùa một chút với người thôi mà. Lại chát một cái nữa vàng lên. Đồng cô bại thiền uất ức cực độ. Hình tượng huyên huyên trong lòng của hắn lại thay đổi. Lúc mới quen, hắn có cảm giác nàng là tiểu hồ đi. Nhưng càng về sau, càng thấy giống tiểu mà nữ. Đấu mồm không có lại, đánh lại càng không. Nàng ta thường xuyên thích lấy hắn làm trò tiêu khiển. Huyền Huyền đã lại mỉm cười. Tiểu bài cả Tiểu Bạch, xin lỗi nha. Vừa đáy ta lỡ tay thôi, không cẩn thận đánh trúng ngươi. Có khả năng trong sân có quỷ đấy. Đầu cô bài thiên mắng thầm. Ta khinh, có mà trong lòng ngươi có quỷ ấy chứ. Đời lúc võ công lão tử đại thanh, không chỉ ABC mà còn XXX. Thế nào cũng có người vời người đến trước mặt để mà diễu vũ dương uy. Bật quá, nghĩ đi nghĩ lại, thì tiểu nha đầu quả thật là thông minh, một câu là phủi sạch toàn bộ tình thế ngượng ngập ấy huyền huyền không biết trong óc của hắn lúc đó đầy suy nghĩ ác độc thầy hắn im lặng liền cho rằng hắn giận lập tức cười hì hì mà nói sao chứ không thoải mái à không đả động đến chuyện vừa qua thế nàng cười hì hì độc cô bại tiên lùi lại theo phản xạ có điều kiện được ngay rồi mỗi lần nhìn thấy nụ cười này là hắn phải nếm khổ đau trong lòng hắn thầm gọi đó là nụ cười ác ma Ta không sao, tiếp tục đi thôi, tìm bảo vật mới quan trọng nhất. Thế rồi hai người tiếp tục cất bước, cọt kẹt, vừa đẩy cửa đại sảnh, mùi ẩm mốc sọc tới. Đống cô bại thiên đốt đuốc, trong nhà bày biện ngổn ngang, mọi đồ đạc đều bị chuột cắn nát. Thi thoảng lại thấy một cái trần bàn lở đói, nằm lăn lóc dưới đất. Liên tục đi qua mấy gian phòng đều như vậy. Trong gian có lẽ là phòng ngủ của chủ nhân ngày trước. Mấy con chuột to tướng từ trong đống đệm bồng rách nát chạy ra. Huyền Huyền rít đến thất thanh. Độc cô bại thiên cười ha ha. Không ngờ tiểu ma nữ này không đổi sắc khi đối mặt với mấy bộ sườn chó. Sợ thấy mấy con chuột nhỏ xíu lại sợ đến vậy. Cười cái gì? Còn không mau kiểm tra thật kỹ khắp phòng đi. Đuổi hết chuột ra ngoài cho ta. Sao phải qua trường thế? Mấy con chuột bé tí này có gì mà phải sợ? Người muốn ta giúp người đánh hổ thì ta còn được là đà hổ anh hùng. Giờ lại muốn ta đối phó với mấy con chuột nhãi ranh này. Anh chà chà, nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Người nghĩ ta cho người đi theo ta làm gì? Cái gì? Bắt chuột thôi hả? Đương nhiên là còn làm việc khác nữa chứ. Người coi ta là công cụ hay là cái gì đây? Độc cô đại ca, chúng ta hợp tác với nhau, sao đại ca lại nghĩ như vậy? Nói rồi, nàng ta làm ra vẻ đáng thương. Tiểu mà nữ quả nhiên sợ mấy con chuột, lại chịu lép đổi tiểu bạch thành độc cô đại ca ngay. Ngừng, ngừng, đồ bị thịt, màu đèo mặt mà nạ xinh đẹp kia lên đi, vẻ mặt này ta nhìn là muốn đôn rồi người <laughs> hiếm khi huyền huyền bị chọc giận đến độ không nói nên lời đầu cô bại tiên biết không nên lấn tới nữa đổi sạch chuột trong phòng thỉnh thoảng lại chọc cho huyền huyền kêu váng lên vốn là một tấm chăn bồng mềm mại lại thành thiên đường của chuột một tòa nhà rộng rãi quyền quý lại biến thành quỷ cốc âm ủ ghê rợn đầu cô bại tiên nảy lòng thường cảm cho chủ nhà trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà chủ nhân phải bỏ nhà mà đi. Sau đó lại không có ai đến cư trú. Hỏi huyền huyền thì luôn là không thấy ta đang luận quẩn sao. Nàng trèo lên trèo xuống, hết gõ tường mé đông, lại vuốt vuốt tường phía tây, không lúc nào là ngơi tay. Đồ cô bại thiên không thể chịu nổi, chạy ra ngoài bắt một con chuột đang kêu chi chi vào trong, nói với nàng, người có nói hay không? Huyền huyền vô định mắng hắn lắm mồm, nhưng vừa quay lại, điện hòa dùng thất sắc, kêu lên kinh hãi, ta nói, ta nói, mà, mà, vun vứt nó ra ngoài đi. Giọng nói không giống đội vẻ kinh hoàng. Đầu cô bại thiên quăng con chuột ra ngoài. Đừng bức xúc, ta xuất tuyệt chiều đấy, mau nói đi xem nào. Tên khốn người định dọa chết ta hả? Không thấy quá đáng sao? Đầu cô bại thiên không nói lại lần thứ hai. Quay người bước ra bên ngoài. Ui, quay lại, quay lại. Người đi rồi, ai sẽ giúp ta đuổi chuột chứ? Yên tâm, ta bắt được chuột sẽ về ngay. Người, coi như người nhẫn tâm quay lại đi ta nói cho người biết hết đông cô bại thiên thong thả quay lại huyền huyền nhìn bộ dáng của hắn mà hối hận không thể đập hắn một trận nghĩ đến việc còn cần hắn hộ tống quay ra nên đành nín nhịn mười năm trước đây một nhà hơn mười mạng ở đây không hiểu sao trong một đêm đều chết sạch ngay cả gia súc trong nhà cũng không còn gì hàng xóm phát hiện người nhà này nhiều ngày điền không ra khỏi nhà mới cảm thấy không ổn mà vào xem toàn thể người trong nhà đều ngủ an lành trên giường, chết mà không hiểu vì sao chết. Ba năm sau, cũng có mấy người vào ở, nhưng kết quả vẫn vậy, thảm kịch lại phát sinh, họ đều chết bất mình bất bạch. Quán phủ cũng bó tay, đành lệnh không cho ai được vào đầy nửa bước. Mấy vụ thảm án liên tục đã làm kinh động cả hoàng đế thanh phong, đế quốc. Ông ta phái hơn 10 cao thủ hoàng già đến phá án. Kết quả, họ tiến vào rồi cũng không thu hoạch được gì, chết rất mù mơ, khiến cả triều đình chấn động. Hoàng đế lại hạ mật chỉ, mời cao thủ võ lâm toàn đại lục đến phá án. Tổng cộng có 7 người được triệu vào triều, đều đạt đến cảnh giới vương cấp. Việc này được tiến hành bí mật. Nếu để cao thủ võ lâm biết, có 7 cao thủ võ lâm vương cấp đi cùng nhau, tật sẽ dây lên phòng ba. Nên nhớ, toàn đại lục cũng chỉ có không đến hai chục cao thủ đã đến cảnh giới này. Nếu để tiết lộ, tật chấn kinh vũ lâm. Đồng thời các quốc gia khác mà biết được đương nhiên không tránh được phiền hà. Bảy cao thủ vườn cấp cùng đến đây, đứng ngờ ngẩn ba ngày đêm, rồi đến trở ra. Về hoàng cung gặp hoàng đế của thành phòng đế quốc, ban luận không đầy nửa thời thần, rồi đi ngay. Sau đó, hoàng đế của thành phòng đế quốc hạ mật lệnh, không cho ai ra vào đầy nửa bước, trái lệnh là chặt đầu ngay. Đồng cô bại thiên ngấm ngầm đưa tay làm bồ hôi lạnh. Hắn không ngờ, toàn nhà âm u này lại có những chuyện cổ quái đáng sợ đến như thế. Huyền Huyền, cô không phải muốn dọa tàn đấy chứ? Huyền Huyền không lý tới hắn, tiếp tục kể. Chuyện về sau có người trong cùng kể lộ ra. Lúc đó, bài cao thủ vương cấp vào tòa nhà này, dựa vào tu vi cảm ứng được một cỗ tinh thần dao động nhẹ nhẹ, lúc được lúc mất. Chính cỗ tinh thần này lại khiến cả bài người hoảng sợ. Tối ngày thứ ba, cả bài người nắm tay nhau thành vòng tròn. Tổng cộng, tu vi của cả nhóm đều được tổng hợp lại sử dụng thần thức mãnh liệt bao trùm không gian cả tòa nhà, truy tìm nguồn gốc các sợi tinh thần đó. Cuối cùng phát hiện được từng sợi tinh thần dao động xuất phát từ chính gian phòng này đây. Đồng cô Bài Thiên cảm thấy trong tim dần đền từng luồng hơi lạnh, muốn bỏ chạy ngay ra khỏi tòa nhà đáng sợ này. Nhưng với sự tự tôn của Nam Nhi, không cho phép hắn làm như vậy. Đồng thời, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc tòa nhà này có ẩn tàng vật gì khủng khiếp đến như thế. Huyền Huyền lại cất giọng nói vui vẻ, nhưng không dễ nghe chút nào. Ở gian phòng này à, bảy người tìm được một lối đi vào địa động. Vừa khai mở lối đi vào địa động đó, lập tức cảm nhận được một sự sợ hãi tràn ngập, một loại sợ hãi kinh khiếp nhân tâm. Ngay cả tu vi cao thâm của cao thủ vương cấp cũng không giản nén được. Tất cả cảm thấy kinh hoàng. Cả bảy người bị rút đuôi, nhưng vì tính hiếu kỳ, mạnh mẽ, đã níu kéo họ ở lại. Bọn họ tiến vào địa động mới phát hiện đó là một nơi kỳ diệu, như mộng như ảo. Còn bản chất kỳ diệu thế nào thì chính vị cùng nhân đó cũng không rõ. Bài vị cao thủ đi rất lâu trong địa động, lại phát hiện hai lối vào hắc động. Lòng động tối hùn hút, hướng đầu sâu xuống dưới lòng đất. Trên mỗi cửa đều khắc một hàng chữ đỏ như máu, đọc lên không khỏi kinh hồn. Một bên cửa đề, phòng ấn ác ma, giảm giữ quần ma trong vạn ma quật. Tự tiện xông vào sẽ chết. Một bên đề, tuyệt ấn phòng bế thánh, giảm hết tiền hạ, diện cả võ thánh, sống vào sẽ chết. Bài người thấy thủ bốt cuồng vọng như vậy, đều cười khẩy, vài kể vài tiến vào cửa động. Nhưng một việc đáng sợ liền xảy ra. Cách động khẩu chừng bà trượng, thần thức bảy người đều rung động. Một cỗ thần thức đáng sợ ao ạt tràn đến công kích thần thức của bảy người, khiến cho họ thổ huyết, suy nữa thần thức cũng tàn nát. Cả bảy người không ai dám dày dừa, vội vàng rút khỏi điện động, Cuối cùng họ cũng hiểu được nguyên nhân ai vào đây cũng chết rất ly kỳ. Nguyên do đối vào điện động bị phá hủy một phần khiến năng lượng phòng ấn bị thoát ra. Tiếp tục lâu ngày với người và xúc vật khiến tất cả vô hình mà mất mạng. Ba người vội vang trở về Hoàng Cung kể lại sự tình cho Hoàng đế của thành phòng đế quốc rồi đi ngay trong đêm tìm nơi trị thường. Số tiểu tử, người nghe rõ chưa? Người đúng là ác ma, tiểu ma nữ, người đưa ta đến đây làm gì? Làm gì có bảo tàng nào? Rõ ràng nó đi vào địa ngục mới đúng chứ. Người muốn đi chết thì cứ đi chết một mình đi, còn kéo theo ta làm cái gì. Ta, một mình ta đi thì sẽ rất sợ đấy. Về mặt của huyền huyền, bây giờ xuất hiện nét bối rối. Cái gì? Người sợ liền kéo ta theo chết cùng à? Còn nhầm không đấy, người ăn nó no rừng mỡ chắc, lại đi đến chỗ quái quỷ này. Ta phải đi đây, người cứ ở lại nhé. đầu cô bài thiên hậm hực nói, đoạn xoay người định bỏ đi. Huyền Huyền lắc người chắn ngang lối đi của hắn. Không được, người không được đi đâu hết. Sau gì người cũng đi một lúc lâu rồi, giờ ngươi phải tiếp tục đi cùng ta. Tránh ra, tránh ra, đừng nhõng nhõng với ta. Người có đèm thân ra, ta cũng không chịu đâu. Người giàu sao cũng là cao thủ đế cấp, hơn hẳn thất đại cao thủ đó. Còn ta chỉ là một nhân vật nhỏ xíu, nhỏ xíu à, còn lâu mới đạt đến trình độ nhất lưu. Vạn nhân, địa đồng đó mở ra thật, ta không bất mạng mới lạ. lạ bản thân người cao siêu như vậy sao còn tìm một kẻ như ta đi theo cho vướng tay vướng chân đừng cản ta để ta đi đi mà lẽ nào người lại nhẫn tâm như vậy để mặc một nữ tử yếu đuối cổ khổ đỉnh đỉnh tại nơi đáng sợ này huyền huyền lộ vẻ đáng thường nói xấu chết đi được mau thay mặt nạ đi ta cũng không chịu nổi nữa rồi huyền huyền như đang diễn trò ảo thuật lột một lớp mặt nạ nữa trên mặt xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người khuôn mặt thế nào Thích chứ. Người đem nhiều mặt nạ thế này, diện mạo thế nào, không giống như quỷ dạ xòa đấy chứ. Người, người là nữ nhân, không thể là nam nhân được. Khuôn mặt này là dành cho tên khốn sắc làng như người. Nghe cho rõ đây, ta là nữ nhân, người mới là yêu nhân biến thái. Có đi không thì bảo. Đợi chút, đợi chút. Người không phải nói rằng phòng ấn tỏa ra một phần năng lượng, giết chết toàn bộ người và vật nuôi ở đây. Thế sao còn nhiều chuộn thế này? Ồ. Tiểu Bạch thật là ngốc, không ngờ ngươi lại tình tế như thế. Đúng rồi, là sao nhỉ? Để ta nghĩ một chút nhỉ? Tiểu ma nữ tỏ ra mơ màng. Ồ, đúng rồi. Thế giới này vừa công bình vừa tàn khốc. Kẻ mạnh hơn thì thắng, kẻ thích ứng được nó thì mới sinh tồn. Bọn chuột ở đây nhất định tiếp xúc lâu với dao động năng lượng. Phần lớn mất mạng, một số ít còn sống sót. Thần thể, những con chuột này có dị biến, thích ứng với hoàn cảnh. Sau đó thì sinh ra, sinh sản đồng đúc đúng rồi, nhận định là như vậy đấy. Chẳng trách, chúng nó có thân thể to đến thế, té ra là có biến dị à? Đâu cô bại thiên xen lời. Kỳ thần hắn rất muốn nói, huyền huyền, cô không phải cũng biến dị đó chứ. Nhưng có chết, hắn cũng không dám nói ra. Huyền huyền, chúng ta quay lại đi, ở đây quá nguy hiểm, cũng không nhất thiết phải đi vào trà xét một đời nguy hiểm thế này. Cứ yên tâm đi, có ta chắc chắn người vô sự, võ công cần những khoảnh khắc để ngộ ra, một nơi đáng sợ thế này, nhất định có bí mật cực lớn, không chừng chúng ta lại luyện thành võ công tuyệt thế ở đây đấy. Đậu cô bài thiên liền động tâm ngay. Người nói phải giữ lời đấy, nhất định phải giữ an toàn cho ta đó. Người yên tâm đi. Hai người lập thành hiệp nghị ngay. Hai người cũng cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trong gian phòng. Cuối cùng cũng phát hiện điểm khác thường bên dưới chiếc giường bục nát. Một tia dao động nhẹ nhàng nhưng khiến cho người khác kinh sợ, từ đó truyền ra. Huyền Huyền lùi lại mấy bước, cách không phất một trường, bụi mù bụi mịt, mặt đất xuất hiện một miệng hố, dưới đáy lộ ra lớp gạch làm bằng đá xanh, liếc quan là biết vẫn tồn tại từ xa xưa. Hai người từ từ đến gần, đậu cô bại thiên tốn sau lưng của Huyền Huyền, nhìn đang nhấc lên một viên gạch, mới vẻ khẩn trương vô cùng. Khung cảnh quả thật là nực cười, một trung niên râu quài nón cao lớn trốn sau lưng một cô bé như hoa như ngọc. Lớp gạch bị lật lên, phía dưới là một vòng sắt để kéo huyền huyền ngoái lại nói với đầu cô bại thiên đắm chặt tay ta ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi màu kéo vòng sắt đi nói rồi nàng đưa tay ra đầu cô bại thiên có cảm giác thắc thỏm không yên trong lòng như thể là bị nhà đầu này coi là vật tế thần mở đường bèn đưa tay cầm lấy tay của nàng thật mạnh ngươi làm cái gì thế cẩn thận không thầy tánh cãi tay người bây giờ ngươi coi ta là kẻ mở đường trực lục ta chết cũng không thể ổn đù một chút được sao? Người đó nhằng nói cuội cái gì đấy? Ta đã nói là giữ lời mà, nhận định đảm bảo an toàn cho người. Yên tâm và kéo cửa đi. Đậu cô bại thiên lên gần, dụng kinh, nắm lấy vòng sắt. Âm, mặt đất nứt toác lộ ra một lối vào tối om. Khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ đó. Hai người đều có chung cảm giác. Đây là lối vào địa ngục, có thể nuốt chừng hết mọi sinh mệnh. Một hồi lâu sau thì hai người vẫn không nói gì, do sự không biết có tiến vào hay là không một lúc lâu sau tỳ huyền huyền mới hỏi chúng ta vào chứ Đông cô bại thiền nghiến rằng nói chết thì chết chúng ta vào đi xem nó là cái gì nói đoạn hắn trộm lấy tay của nàng định nhảy xuống muốn chết chắc địa đông này bị phòng mấy lâu ngày dường khí bên trong rất ít phải đợi đã để không khí lưu thông mới vào được lại qua một lúc thật lâu hai người hạ quyết tâm nắm tay nhau cùng nhảy vào hắc động ngay lúc vừa lọt qua, cái nứt liền đóng lại như cũ, phong sắt cũng biến mất ngay. Cả hai nhanh chóng hạ thần xuống, thực lực cao thủ đế cấp của huyền huyền lúc này mới lộ ra. Nàng tuốt đoàn kiếm tùy thần đeo sau lưng, vận công lực đầm vào tường đá. Đoàn kiếm được nội lực tinh thuần quán thâu, liên toàn ra hào quang sáng chói, đâm vào tường đá như đầm vào bùn đất, không hề tốn lực đã đầm ngập sâu vào. Nàng lại nhanh chóng rút ra, rồi lại đâm vào như vậy để giảm rực lời xuống hai người rơi xuống gần ba chục trượng cuối cùng cũng chạm đến đất địa động quả nhiên cực kỳ sâu xây dựng một công trình lớn thế này ở độ sâu hơn ba chục trượng chắc chắn đã tốn không ít nhân vật lực vật vừa chạm đất huyền huyền và độc cô bại thiên đều có cảm giác đều là các thường vô cùng một cỗ dao động tinh thần ào à tràn đến lúc đó cả hai đang nắm tay nhau công lực tương thông độc cô bại thiên thực sự cảm nhận được cảnh giới cao thủ đế cấp là thế nào tai mắt linh mẫn hơn bình thường gấp bội khả năng cảm ứng của gia quan thứ sáu đã đến mức khó tưởng tượng nổi hắn cảm ứng được một cỗ khí tức hủy diệt đang trào tới thật là mãnh liệt huyền huyền cô đường có cảm thấy gì không là gì vậy khí tức đáng sợ này là người hay là ta cảm giác được hận ý ngập trời như muốn xé trời cắt đất tiêu diệt hết mọi sinh mệnh khí tức đáng sợ này rốt cuộc là gì Lẽ nào là sức mạnh bị phong ấn hay là ai đó bị phong ấn sức mạnh nhỉ? Không rõ. Chúng ta đi tiếp xem nào. Hai người men theo thông đạo tiếp tục cất bước. Một tay huyền huyền bị đầu cổ bại thiên nắm chặt. Tay còn lại cầm đoàn kiếm không ngừng thôi động công lực khiến cho thần kiếm phát ra hào quang nhàn nhạt, chiếu sáng ở phía trước. Đi chừng gần ba chục trượng trước mặt sáng lên Cổ khí tức đáng sợ dao động mãnh liệt dần dần Độc cô bại thiên hoài nghi. Nếu không có công lực của huyền huyền chống đỡ, không hiểu hắn có đứng vững nổi để đi nữa hay không. Lại đi thêm mươi trượng nữa, suốt cuộc hai người cũng đến được nơi phát ra ánh sáng. Cảnh vật trước mắt bất chợt thay đổi, giống như tiền cảnh, như mộng như ảo. Tường đã hai bên đột nhiên tỏa ra ánh sáng nờ mờ của ôn ngọc. Thông đạo không ngờ là làm bằng bạch ngọc. Cách một khoảng không xa lắm, trên trần lại gắn một viên dạ mình châu cực lớn sơn nay câu bạch ngọc làm giường vàng làm ghế thể hiện cực phú trong thiên hạ không ngờ ở đây lại có người phát hiện một thông đạo bạch ngọc minh châu đồng cố bại thiên kích động nắm lấy tay của huyền huyền chạy đến thông đạo đưa tay vuốt ve càng kinh ngạc hơn khi nhận thấy thông đạo này là một trình thể liền đạc hoàn toàn không có vết nứt cả hai người này lòng hồ nghi lẽ nào thông đạo lại được điều khắc từ một khối ngọc cực lớn à đúng là khiến người ta khó tin toàn thân lâng lâng như là trong mộng. Nếu như không có cỗ khí thức hủy diệt khiến cả hai nhanh chóng tỉnh mộng, hai người tiếp tục cất bước, ngọc thạch dưới chân, vang lên tiếng động trong trẻo vui tai. Đi qua mấy dàn phòng, đồ đạc bên trong từ giường gỗ bàn ghế đều chế tác từ bạch ngọc. Trong trù phòng còn hoành tráng hơn, nồi nấu, bát, lọ, chậu đựng đũa cũng làm từ bạch ngọc. Ở đây ngoại trừ bạch ngọc và dạ minh châu ra, căn bản không thể tìm được thứ gì khác. Rõ ràng nơi đây từng có người ở, nhưng mà ai có được cờ người thế này, quả là khó hiểu. Lại đi tiếp, phía trước thông đạo xuất hiện dàn ngọc thất khá đặc biệt. So với là những dàn khác, trên cửa đều khắc một bức bạch điều triều phụng, sinh động như thật. Phượng Hoàng ở chính giữa, đang giang cánh bay, trên cùng là khắc ra ba chữ tàng bảo trai. Đồng cô bại tiên liền kêu đến hưng phấn, phá tài phát tài rồi, huyền huyền Cô đường xem, tăng vào trai đúng là nhiều trần bảo. Chúng ta mỗi người chừng một nửa nhá. Tiểu tử người đúng đã thấy tiền sáng mắt. Ở đây đâu chẳng có bài ngọc Minh Châu. Cười hỏi thế làm cái gì? Ô, huyền huyền à, cô đường lại có phong cách cao thượng từ khi nào vậy? Ban ngày còn lột sạch của ta, ngay cả mấy kim tệ trên người ta cũng có chừa lại đồng nào đâu. Ờ hay, ta thấy người hay hay nên mới đùa một chút thôi. Tiểu man nữ có vẻ ngượng ngập. Thôi, vậy vậy chỗ này đâu đâu cũng là bạch ngọc minh châu vậy bà con mọc ra cái tàng bảo trai này là ý gì nhỉ huyền huyền rúng động trong lòng có khi nào bên trong có tàng trữ tuyệt thế võ công bí tịch hoặc là tiên cổ thần binh hay không đúng mượn lời cô thì mọi sự đều có khả năng xảy ra hai người vội vàng lao đến ngọc thạch môn nhưng cánh cửa này không dễ bị đẩy ra như ở mấy gian phòng khác hai người không tin có ma quỷ gì đẩy mấy lần liền cánh cửa vẫn trơ ra Cả hai hết cách, bèn quay ra tìm cơ quan, nhưng tìm một hồi đầu vẫn cổng cốc không thấy gì. Sao lại thế này? Cứ dùng nội lực trẻ ra là xong. Tôi có phần tô thiền như đốt đàn nướng hạc, nhưng muốn vào núi vàng thì làm gì có chuyện không phải bỏ công cơ chứ. Huyền huyền thế độc cô bại thiền nói cũng đúng, không chừng mở được ngọc môn, bên trong có thần binh bí tịch gì đó cũng nên. Nàng không hề chần trừ, bổ một trường vào cánh cửa. Chỉ nghe bùng một tiếng, ngọc môn không hề lay động, huyền huyền cả kinh. Loại ngọc thạch gì mà cứng thế này? Dưới áp lực của công lực cao thủ đế cấp, rất ít thứ trên đời chịu nổi. Một trường vừa rồi, nặng e ngọc thạch vỡ nát, bắn ra, làm bị thường mình và độc cô bại thiên, nên cố ý tăng thêm mấy thành lực đạo. Ngọc môn lẽ ra phải nát vụn rồi mới phải. Sao lại vẫn trơ ra thế này? Nàng liên tục tùng ra ba trường, nhưng kết quả, ngọc môn vẫn không mày may động đậy. Động cô bại thiên thấy vậy bèn tung ca trường, dùng lực đánh vào bung lực phản chấn khiến cánh tay cứng đờ ngọc môn vẫn trơ ra đó tiểu bài ca người tránh ra để ta dùng kiếm thử xem huyền huyền cầm kiếm bằng tay phải vẫn đủ công lực rồi chém vào ngọc môn toàn kiếm được công lực đế cấp dồn vào liền tỏa hào quang trói lọi một tiếng choang trong vắt vàng lên ngọc môn vẫn hoàn toàn nhãn nhụi chờ chờ ra đó huyền huyền thực sự nổi giận vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên Hải mặt lấp lánh thần quang công lực tụ lại ở một chỗ Toàn kiếm tỏa ra hào quang sáng chói rồi từ mũi kiếm bắn ra một đạo kiếm cương vàng chóe dài hơn một xích sáng thật là rực rỡ kiếm cương như thể thực chất liên tục thập thò trên mũi kiếm đồng cô bại thiên trợn tròn mắt tiền thiền kiếm cương được xưng tụng có thể phá hủy vạn vật đang được tiểu nhà đầu 17 bảy tuổi thi triển đúng là khó tin lúc trước hắn còn hoài nghi việc nàng đã đến cảnh giới đế cấp giờ thì không mảy may nghi ngờ gì nữa Tôi còn nhỏ, nhưng nàng bà luyện thành tiền thiên kiếm cương, đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Kiếm cương vàng rực, mang theo hào quang trói lóa, bổ thẳng vào ngọc môn. Đầu tiên là một tiếng choang tròng trẹo. Đoàn kiếm chém vào ngọc thạch, lưu lại một vết xước. Tiếp đó lại cắt một tiếng. lưỡi kiếm tình cương được tiên tiên kiếm cương dồn vào, gãy ngang. Trang là âm thanh lưỡi kiếm gãy rời xuống mặt đất phát ra. Huyền huyền không hề thất vọng, ngược lại tỏ ra rất hừng phấn nếu ta đoán không sai, ngọc môn này đã bị vô thượng cao thủ dùng thủ pháp đặc thủ phòng ấn. Đoạn, nàng ta kéo đầu cổ bại thiên tiến tới quan sát một vòng. Sao ngươi biết chứ? Chúng ta có thể thử xem. Rồi kéo hắn sang một mé thồng đạo, nàng cầm lưỡi đoạn kiếm gãy khẽ ra đến bức tường ngọc thạch. Ngọc thạch vỡ vụn rơi xuống là tả, tạo thành một đường rãnh sâu hoắm. Quả nhiên là vậy. Đầu cô bại thiên đáp. Chẳng để chúng ta vào núi bảo bối lại về tay không à? Không, ngược lại chúng ta có thu hoạch không thể tưởng tượng được. Đại yên bàn tay lên ngọc môn, vẫn nội lực, nhưng không có phát. tinh tầm ngừng thần, mặt trải thân thức ra, rồi dụng tầm cảm ứng dao động của sức mạnh trên cánh cửa. Sức mạnh dao động ở đó là hướng nội tức của người phòng ấn di chuyển. Tuyệt đối là từ cỡ cao thủ thánh cấp trở lên. Nếu để tầm lĩnh hộ, cả đời này diệu dụng vô cùng. Đồng cô bại thiên bừng đến phát cuồng, hắn sông pha giang hồ với mục đích thường lãm thần công tuyệt kỹ của các môn phái. Bây giờ, tự nhiên lại có được một tuyệt thế tầm pháp như vậy. Tất nhiên phải kích động rồi. Hắn tự nhiên cảm kích huyền huyền hết mức. Tiểu ma nữ bình thường tùy rất đáng giận, nhưng khi gặp được tuyệt thế bảo điền lại không hề có ý độc chiếm. Hai người cũng để tay điên ngọc thạch môn, tĩnh tầm ngừng thần, trải thần thức ra cảm ứng càng kỹ, dao động dịu dịu kia. dao động rất có nắm bắt, giống như một hài tử ranh ma ẩn ẩn nấp nấp càng muốn bắt lại càng chạy nhanh đúng lúc đó cỗ khí tức khủng khiếp hình như cũng có cảm ứng hai người định đối phó với ngọc môn nó cũng có định ý đối với khí tức ngọc môn nên lập tức tràn tới đương đầu với dao động khủng khiếp bàn tay của độc cô bại thiên vào huyền huyền chĩu hẳn xuống vốn họ nắm tay nhau công lực tương thông lúc nào cũng giới bị với khí tức nhưng hiện giờ đang nghiên cứu nội tức nên Ngọc Môn thành ra buông bỏ cảnh giác để nó xen vào. Cả hai lập tức như bị thiết chùy đập trúng tầm tầm và toàn thân như đã lắc lư mãnh liệt, đầu như muốn nước toát ra, phẳng phất như con ngàn bụi đỉnh đâm vào. Độc cô bại thiên thầm kêu lên, à, ta phải chết sao? Không, ta, ta chưa khiến cho người toàn đại lục biết đến cái tên Độc cô bại thiên này, ta không cam tâm mà. Huyền huyền cũng đang chật vật, đang hiểu rõ loại công kích tinh thần này, đang tấn công thần thức của mình, và đầu cô bại thiên. Nếu hai người không thể chống nổi, chắc chắn sẽ xa vào cảnh thần thức tan nát, thân thể vẫn bình thường nhưng chỉ còn là hai kẻ đần độn. Tiểu Bạch, ta cũng khó chịu chết được, nhưng chúng ta phải kiên trì, không chừng mấy tên chết tiệt đang ẩn trong kia cũng không chịu được mấy nỗi nữa đâu. Ta biết, ta nhất định phải sống mà trở ra, sinh mệnh thuộc về bản thân của ta, ta quyết không bỏ cuộc đâu. Khó đối phó hơn hết là tân suất công kích thần thức liền biệt không ngớt, Lùng ý thức hai người bắt đầu mơ hồ, bàn tay đặt lên ngọc thạch môn, truyền đến từng sợi ấm áp, như tiếng chuồng lạc đà Vàng giữa sa mạc hoang vu, tiếng sáo vang lên giữa tầng không, lập tức tinh thần cả hai phấn chấn hẳn lên. Bàn tay càng lúc càng nóng, toàn thân của hai người ấm nóng, như cây cối gặp gió xuân, khắp người thông xuống, cô khí tức lạnh lẽo kia bị quét sạch hoàn toàn. Huyền huyền dục, mau, mau dụng tầm cảm giác đi. Cả hai lại tĩnh tầm ngừng thần, trại thần thức dò tìm từng chút một rùng động của luồng khí nóng. Trong một sát na ấy, đầu cô bại thiên cơ hồ nghe thấy tiếng tìm mình đập. Hắn biết đó là dao động của cỗ nội tức Thời gian ngừng lại, mọi cảm ứng với ngoại giới đều tan biến, chỉ còn tiếng rung động mỏng manh, cảm giác hết sức kỳ diệu. Tiếng rung động phảng phất như từ ngàn vạn năm trước truyền lại, lộ ra tang thương, vô tận, cùng mỏi mệt.